Xe cái đỗ gọn nó vào là để xe người ta ra được là được mà. Đây năm nay ở dưới này là mất mùa cái vải mất mùa không ra mấy. Mất mùa. Là lãi. Chứ mỗi năm thì tầm này vải hoa sai xíu xíu rồi. Năm nay lại đắt đấy. Năm nay ít. Không được bao nhiêu rồi. Năm nay kém thu hoạch. Năm nay kém. Ông kia chậm chạp thế nhỉ. À còn xe vin xe vin. Vâng, chào bác. Thế mà không ai lấy thì tôi cầm. Bán cho em. Chị quay hả? Chị đang quay. Bà này quay hộ mấy. Đây, cầm như này. Đây, đây, cầm đây. Tinh thần vào nhà anh em mình cũng hồi gọi là câu chuyện là thứ nhất với nhau rồi, còn để hai bên là người trên thôi. Còn lại mai thì kết hôm nay tổ chức gọi là chỉ là đấy không không ngoài thôi. Trong nữa vào là hôm nay là chắc thôi. Mai ra thôi. Phải buổi buổi chứ chưa ra đây rồi đàng hoàng nghỉ ngơi rồi gì trang chưa được giấy cũng là cao bằng chứ cho đỡ bác nhá. Vâng, chào. Chai. Quay ra không thấy đủ. Đây, chị này. Đến chợ quay được. Này, mày thì em thì ngay kia quay quay lại đấy. Đây, đây cứ như này thôi. Quay quay lại đây. Này, đi lên chứ. Thế nhỉ, thế nhỉ. Quay ngược lại đây. Đi chị ơi, cái ngăn đó đi vào đón lấy à, lấy gì đấy xong rồi bắt đầu mới ra thì ra. Quay. Hey, khỏe chưa ông ơi? À, mời tất cả ông vào ăn được. Không phải đây, vào đây. Ông vào trong nhà rồi. Ông tóc mình vào trong giấc nào đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
90 tuổi là hơn cụ trên đến mấy tuổi. Và đây chúc thọ 90 mừng ba mừng bánh tết vừa rồi. Vâng. Chào bà nhé.